tuần này, 4 căn phòng bí ẩn còn lại sẽ tiếp tục được bật mở. 4 nghệ sĩ khách mời lại được chọn ngẫu nhiên tiếp các giọng hát vẫn còn đang ẩn giấu. 4 giọng ca mới, 4 người chơi này sẽ phải luôn sẵn sàng hát bất cứ bài hát nào trong 4 bài hát còn lại. Đêm dài nghe tiếng giọng cô buồn. Dù cho tháng năm kia đổi thay, khi mới thương nhau anh hay nắm tay dặn dò. Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Nhưng họ sẽ không biết hát với ai, hát bài hát gì và hát vào lúc nào. Hai người chơi nào sẽ bước tiếp vào vòng song đấu để trở thành người chơi chiến thắng sau cùng? Chào mừng quý vị đến với chương trình Song Ca Giấu Mặt. Và cùng chào đón người dẫn chương trình của chúng ta, ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Song Ca Giấu Mặt. Và Công Khanh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Mega GS thực hiện, phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Và hôm nay là phần 2, chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức giọng hát của 4 người chơi còn lại. Và tất cả những điều hấp dẫn vẫn còn ở phía trước, những ẩn số mà tất cả chúng ta sẽ cùng nhau khám phá. Trước hết, mời quý vị hãy xem lại những hình ảnh rất đẹp của tuần trước. Dốc hết tình này ta chả nỡ người, dốc hết tình này ta chả nỡ đời. Yêu nhau còn thương nhau mà phải xa nhau rồi. Ngày mình xa nhau em khóc theo bóng. Đó là những hình ảnh của tuần trước. Và để bắt đầu phần 2 sẽ là sự lựa chọn của anh Quốc Thiên. Không biết anh sẽ chọn nghệ sĩ nào tiếp tục lên sân khấu biểu diễn? Anh Minh Luân ạ. Dạ, anh Quốc Thiên đã chọn anh Minh Luân. Ca khúc còn lại của anh Minh Luân mang đến chương trình là Vọng Cổ Buồn. Và chúng tôi cũng rất là thắc mắc, không biết anh sẽ chọn người chơi trong căn phòng nào để song ca với anh bài này. 10 giây của anh, suy nghĩ và đưa ra quyết định. Bắt đầu. Các cô gái và các chàng trai chuẩn bị. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức ca khúc Vọng Cổ Buồn với phần thể hiện của diễn viên Minh Luân cùng với người chơi trong căn phòng số 8. Đêm dài nghe tiếng giọng cô buồn, nức nở dần trăng khuya cũng đang buồn tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp sông lang ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim huyên đang đón gió thu về. Dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò.
bên chiếc cầu trẻ côi son. Bỏ lại dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò, bỏ lại dần trăng non em thức đón anh về. Hò ơi tin nhắn sông phù sa, muộn con bướm đang quay là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với anh Minh Luân. 10 giây của quý vị bắt đầu. A là lựa chọn, B là không lựa chọn. Minh Luân hy vọng rằng là hãy bấm A nha, ủng hộ cho em gái rất là dễ thương. Thời gian bình chọn đã kết thúc ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nha. Và lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến 4 khách mời cũng như là anh MC Bạch Công Khanh và tất cả quý vị khán giả trong trường quay và khán giả đang xem truyền hình ạ. Xin chào bạn. Dạ, em tên là Dương Ánh ạ và em đến từ vùng quê mênh mông cánh đồng lúa Thái Bình ạ. Xin chào Dương Ánh. Tiếng hát của bạn với riêng cảm nhận của Khanh nó giống như là một dòng nước chảy rất là êm dịu, rất róc rách nhưng mà lại gọi là khiến người ta lưu luyến hoài. Không biết anh Minh Luân có cảm thấy như vậy không? À, anh thì anh thấy hình như là đang làm khó ánh rồi. Nhưng mà ánh hát cũng rất là hay, rất là truyền cảm đúng không quý vị? Dạ, em... Đấy là chọn A rồi nha. Em cũng nghĩ là đây là một cái trải nghiệm mới của em nên là em luôn sẵn sàng để thử nghiệm những cái trải nghiệm mới. Mà đặc biệt đây là ca khúc của một nhạc sĩ em rất là thích, đó là nhạc sĩ Minh Vi ạ. Dạ, thế thì bình thường ánh hát dòng nhạc nào? Dạ, bình thường thì em sẽ hát dòng nhạc em thích nhất đó là Huế và Bolero. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với ba khách mời. Bài hát vừa rồi rất là ngọt ngào và Thiên thấy rằng là anh Minh Luân rất là thân thiện ấy. Hát với ai cũng cảm giác cho cái người bạn diễn của mình cái sự ấm áp và biểu diễn kiểu rất là ăn ý với nhau ấy. Có cái sự tung qua hứng lại rất là hay. Và cái giọng hát của anh Luân cũng vậy, cũng rất là trầm ấm và nó làm cho người ta sao lòng. Và đến khi Dương Ánh bước ra hát những câu hát đầu tiên thì Thiên cũng cảm giác như vậy. Trong cái bài vừa rồi thì Thiên lại thấy là anh cũng rất là hợp với cái kiểu dân ca miền Nam này. Thiên rất là bất ngờ. Mà hôm nay có một cô gái hát dân ca, hát bolero thì cũng rất là thú vị. Và thì em cũng rất là thích cái phần biểu diễn vừa rồi. Em cảm ơn anh Quốc cảm Thiên ạ. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên. Không biết Tuấn Nghĩa bạn nghĩ sao? Nghĩa vẫn cứ nghĩ là Ánh là người miền Tây hay là người ở trong Nam. Cho đến khi mà bạn ấy nói tiếng Bắc. Thế mà... Anh lại cho Nghĩa một cái cảm giác như người miền Nam hát rất có nhiều người, có nhiều ca sĩ miền Bắc hát cải lương cũng rất hay luôn, Thiên biết điều đấy. Giọng của anh Luân thì không thôi không nói làm gì nữa rồi. Em lại ấn tượng cái đoạn mà anh đón bạn ấy xuống. Thường thường là đang mặc vào áo vest đuôi tôm á.
tạo cho cái nhiều khi tạo cho bạn Ánh cảm giác thoải mái hơn đúng không, thân thiện. Dạ đúng rồi. Thật ra thì Minh Luân cũng biết là mình cũng đàn anh của Ánh, thì một người đàn em mà để muốn gắn kết với một người anh á, thì mình là cái người anh, mình phải là cái người mà có một tín hiệu trước, làm cái gì cho bạn ấy cảm thấy dễ chịu nhất, thấy gần gũi nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một người đàn ông từng trải qua biết bao nhiêu cuộc tình. Trời ơi, anh ấy có khóc không khi nghe vọng cổ buồn? Không, anh cười anh Tiết Cương. Thật sự thì Tiết Cương cũng rất bất ngờ về bạn Ánh, bởi vì Tiết Cương là một người con của miền Tây và đã nghe rất rất nhiều những ca sĩ nữ của miền Nam và miền Tây hát. Nhưng khi bạn Ánh hát thì Tiết Cương không nhận ra được đây là người miền Bắc. Cái đó là thành công của bạn. Và bạn em hát cũng rất là nói chung là rất là ngọt ngào, đúng chất miền Tây Nam Bộ. Cái cách hát của bạn thì nó rất là hay, nhưng mà cái trình diễn thì nó chưa tự nhiên lắm. Chắc có lẽ là gặp anh Minh Luân đẹp trai quá em bị khớp hay sao. Diễn chung với anh Tiết Cương là cảm tự nhiên hơn. Có thể. Ngoài ca khúc mà bạn vừa hát với anh Minh Luân thì các ca khúc còn lại bạn thích nhất ca khúc nào? Dạ, ca khúc mà em thích nhất đó là ca khúc Một Lần Giang Dở. Nhưng mà tiếc quá hôm nay mình không được hát. Nhưng mà bây giờ hát một câu đi. Khi mới quen nhau em hay nắm tay anh dặn dò, cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang. Đã thương nhau thì mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai. Trời ơi. Cương ạ. Và Khanh hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả tại trường quay sẽ dành cho cô ấy phần trăm bình chọn thật cao quý vị nhé. Còn bây giờ thì Khanh mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục đến với vài phút giải lao trước khi tiếp tục chương trình. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Tiếp theo Khanh mời anh Minh Luân sẽ lựa chọn nghệ sĩ lên sân khấu biểu diễn. Thì thôi em xung phong. Vậy thì anh sẽ chọn Tuấn Nghĩa. Tuấn Nghĩa ơi, ca khúc còn lại của bạn là Như Những Phút Ban Đầu. Và Khanh hy vọng rằng Tuấn Nghĩa sẽ chọn được một người chơi ăn ý với bạn nhất trong ca khúc này nhé. 10 giây bắt đầu. Mời Nghĩa nhấn nút chọn. Bạn đã chọn căn phòng. Biết ngay mà. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức Như Những Phút Ban Đầu với tiếng hát của Tuấn Nghĩa và người chơi trong căn phòng số 5. Đừng để yêu thương này xa khó chân.
tao tan trong con sóng buốt ra. Bây giờ là 10 giây dành cho quý vị. Xin mời. Thời gian bình chọn dành cho quý vị khán giả tại trường quay đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh Khanh ạ. Lời nói đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Nghĩa, các vị ca sĩ khách mời, khán giả tại trường quay cũng như là khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ của chương trình Song Ca Giấu Mặt. Dạ, em tên là Văn Thảo và hiện tại em đang sinh sống tại Bình Dương ạ. Khanh chào Văn Thảo. Công việc chính của Văn Thảo hiện tại là gì? Dạ, công việc chính của em là em làm văn phòng ạ. Và bữa tối thì em có đi hát thêm một số các tụ điểm của Ascotic ạ. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn về tiếng hát của Văn Thảo. Khanh xin mời các khách mời ạ. Tự dưng không biết sao thấy em ấy khớp ngay cái thời điểm không, đầu. Anh nghĩ đó là bởi vì đây là lần đầu tiên hai bạn song ca với nhau. Có một phần hình như là bạn ấy cũng đang hơi có một chút hồi hộp. Tính thấy câu đầu tiên bạn vô rất là mềm, rất là tình cảm. Sao càng ngày em càng lại mất đi cái đấy? Dạ thật ra thì em hát với anh Nghĩa thì em rất là run. Anh Nghĩa vậy là anh Nghĩa bớt múa lại để cho em khỏi hồi hộp. Anh người ta vừa xuống cái anh múa một đường rồi người ta lại hồi hộp hơn. Thảo ơi, trước đây bạn đã từng tham gia một cuộc thi hát nào chưa? Dạ trước đây thì em chưa từng tham gia. Thế đây có phải là sân khấu lớn đầu tiên bạn đứng biểu diễn không? Dạ đây là lần đầu tiên của em ạ. Wow. Thế thì là hồi hộp đúng rồi. Thế là chuyện đương nhiên rồi. Và khi xem hai bạn biểu diễn thì Tích Cương có cảm giác như là chìm đắm vào trong câu chuyện của hai bạn. Hai bạn rất là truyền cảm và rất là hút khán giả. Bạn Văn Thảo với giọng hát của bạn thì tôi cảm thấy bạn rất là đáng yêu. Và cứ giữ như vậy nha. Và thật sự là tôi rất thích tiết mục này. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Trong số 8 bài hát mà bạn chuẩn bị á, thì bạn thích nhất ca khúc nào? Em thích nhất ca khúc Trả Nợ Tình Xa. Có vẻ như bài hát ngày hôm nay của anh Tiết Cương đánh đúng tâm lý của quá nhiều người. Đúng. Bây giờ bạn có thể gửi tặng cho chúng tôi một câu trong Trả Nợ Tình Xa được không?
trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư không. Khanh nghĩ rằng với bài hát nào thì tiếng hát của bạn cũng hay hết á. Bây giờ Khanh mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục giải lao trong ít phút trước khi quay trở lại chương trình. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Bây giờ sẽ là sự lựa chọn của Tuấn Nghĩa. Bạn sẽ chọn nghệ sĩ nào tiếp theo? Em chào anh Cương. Từ tuần trước là anh cứ đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần rồi. Nhấp nhổm. Cho nên bây giờ em xin long trọng mời anh lên sân khấu ạ. Nghệ sĩ Tiết Cương. Thưa quý vị, và ca khúc anh Tiết Cương sẽ biểu diễn là Một Lần Gian Dở. Chỉ còn có 2 căn phòng nữa thôi. Anh vẫn có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra lựa chọn. Thời gian dành cho anh Tiết Cương bắt đầu. Em đã nhường số 6 lại cho anh rồi đấy. Anh cứ mạnh mẽ lên. Không có 2 giây thôi. Mời Tiết Cương quyết định. Đấy. Căn phòng số 6 biết ngay mà là một cô gái. Hy vọng rằng đây sẽ là một tiết mục thật sức mướt. Xin mời anh. Hồi nhé em
gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng nói gì nữa à. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị, xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ hãy cùng Khanh trò chuyện với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ. Lời nói đầu tiên cho phép Kim Oanh xin gửi đến bốn vị khách mời, tất cả khán giả đang có mặt tại trường quay và tất cả khán giả xem đài truyền hình một lời miễn chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chào Kim Oanh. Anh Tiết Cương, anh có thích tiếng hát này không? Thật sự cái giọng ca của Kim Oanh rất là ngọt ngào và Tiết Cương nghe cảm thấy nói chung rất là coi như là mê đắm trong giọng hát của cô ấy. Đó là suy nghĩ của anh Tiết Cương. Không biết các khách mời còn lại nghĩ sao? Con mắt của anh nó hiếp lại không thấy đường luôn kìa, thấy không? Lại không thấy đường luôn, anh cười không? Lúc đầu đề nghị chỉ nói vô chuyên môn, không nói chuyện ngoài lề. Không, thật ra là một cái ca khúc mà mình luôn cảm thấy là rất là tròn trịa và nó mang tính giải trí rất là cao. Xin thấy là bé Oanh là một người rất là tự tin đấy. Bước xuống cất giọng lên một cái là chính xác luôn. Rồi cái giọng cũng rất là bắt mic nữa. Cái sự bình tĩnh của em rất là đáng khích lệ, là vì em cũng hòa vào được cái tinh thần của anh Tiết Cương luôn. Thật sự thì khi hát song ca với Kim Oanh bài này, Tiết Cương thật sự rất là tiếc. Bởi vì Tiết Cương cảm thấy cái bài hát này chưa có đất để cho Kim Oanh thể hiện hết cái nội lực và cái giọng ca của mình. Cảm ơn Kim Oanh rất nhiều và Khanh hy vọng rằng số phần trăm bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho bạn sẽ là một con số mà bạn vừa ý nhất. Còn bây giờ thì hãy cùng Khanh đến với vài phút dễ làm. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Và bây giờ chỉ còn mỗi anh Quốc Thiên là chưa biểu diễn ở phần này. Và anh chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất. Yeah. Và bây giờ anh sẽ hát cùng người chơi trong căn phòng số 3 ca khúc Nỗi lòng người đi. Mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục này. Năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời.
vẫn trôi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, hồ gương xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo phen màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng đi trong bụi mù. Sài Gòn ơi, mộng với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi. Sài Gòn ơi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Quốc Thiện. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin cảm ơn tiết mục rất là tuyệt vời vừa rồi. Xin chào bạn. Em chào anh ạ. Em tên là Bùi Văn Đại. Em đến từ Ninh Bình. Và em xin phép dành lời đầu tiên của mình để gửi lời chào đến bốn vị nghệ sĩ khách mời, đến anh Bạch Công Khanh ạ. Em chào các vị khán giả trong căn trường quay ạ. Rất là may mắn khi chọn được một cái giọng hát rất đẹp, rất cảm xúc, đúng không ạ? Rất là già dặn. Chúc mừng em. Anh nghe giọng em anh cũng rất là thích, là thú vị nữa. Em có cái giọng màu sắc này, có nhiều cảm xúc trong đấy nữa. Và cái chọn cái bài hát mà ngày hôm nay anh chọn chắc không lẽ hợp với em đúng không? Em rất là thích đúng không? Vâng. Khanh không biết là công việc hiện tại của Đại là gì? Dạ hiện tại thì em đang làm vị trí trưởng phòng marketing của một nha khoa lớn ở Ninh Bình. Thế thì ca hát chỉ là niềm đam mê thôi sao? Em cũng đã từng đi hát rồi nhưng mà em nghĩ là bản thân mình nó thiếu nhiều cái quá để có thể mình trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp và nổi tiếng. Vì thế nên em vẫn cứ đau đó cái niềm đam mê và em đăng ký vào đây chương trình này, tại vì em luôn có niềm khao khát được đứng trên sân khấu, được hát. Cảm ơn Bùi Văn Đại rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khách mời còn lại. Xin mời. Anh thấy Đại thể hiện rất là tốt, cộng thêm một cái sự trợ giúp mà phải nói là hết năng lượng của Quốc Thiên. Phải nói là một cái bài nó quá là tuyệt vời, nhất là cái đoạn cuối cùng, tức là dẫn mọi người giống như là cuốn theo luôn. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chúc mừng bạn Đại. Và bởi vì chính họ cũng chưa từng tập với nhau, chưa từng gặp nhau lần nào, nhưng sự ăn ý đó đã thuyết phục được tất cả chúng ta. Anh Tiết Cương thấy sao? Thật sự thì cái bài này thì Tiết Cương biết nó lâu lắm rồi. Và hai bạn trẻ thể hiện rất là cảm xúc. Và giọng ca của Đại thì rất là đầy đặn và rất là chuyên nghiệp. Và thưa quý vị, đây cũng là người chơi sau cùng đã lộ diện. Và bây giờ là thời gian để cho chúng ta chờ đợi kết quả cùng với Khanh. Quý vị nhớ đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Và bây giờ Khanh mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt lên sân khấu để theo dõi kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho 8 người chơi sau 2 phần phát sóng. Chúng ta cùng đến với phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho các người chơi. Căn phòng số 1 và tiếng hát Võ Thế Cường. Võ Thế Cường đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay là 10%. Tiếp theo chúng ta cùng đến với căn phòng số 2 và tiếng hát Mạc Gia Nhi, hay còn gọi là Nhi Nhi. Nhi Nhi đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay là 95%. Tiếp theo là căn phòng số 3, tiếng hát
Bùi Văn Đại. Phần trăm bình chọn của Bùi Văn Đại đã nhận được là 96%. 96%. Và bây giờ là căn phòng số 4 với tiếng hát Thanh Nga. Thanh Nga đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay là 90%. Chúng ta cùng đến với căn phòng số 5, tiếng hát Trần Văn Thảo. Trần Văn Thảo đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay là 90%. Còn bây giờ là căn phòng số 6 với tiếng hát Kim Oanh. Kim Oanh đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho bạn là 93%. Bây giờ là căn phòng số 7 và tiếng hát Phạm Quỳnh Như. Phạm Quỳnh Như đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay là 93%. Còn bây giờ là căn phòng số 8, tiếng hát Dương Ánh. Dương Ánh đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay là 93%. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta biết được hai người chơi có phần trăm bình chọn cao nhất là hai người chơi ở căn phòng số 2 và số 3, Nhi Nhi và Bùi Văn Đại. Còn bây giờ khách mời quý vị, chúng ta hãy gửi lời chào đến 6 người chơi còn lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến với Song Ca Giấu Mặt. Xin chào tạm biệt Võ Thế Cường ở căn phòng số 1. Xin chào Thanh Nga căn phòng số 4. Xin chào Trần Văn Thảo căn phòng số 5. Xin chào Kim Oanh căn phòng số 6. Chúng ta gửi lời chào đến Phạm Quỳnh Như căn phòng số 7 và Dương Ánh ở căn phòng số 8. Thưa quý vị, trước mắt chúng ta là hai người chơi có phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay cao nhất là Nhi Nhi và Bùi Văn Đại. Bây giờ họ sẽ bắt đầu với màn song đấu là ca khúc song ca cuối cùng để tìm ra giọng ca giành chiến thắng. Theo như luật của chương trình, mỗi người chơi đến đây đều mang theo một ca khúc. Và chúng tôi sẽ sử dụng ca khúc của người chơi có phần trăm bình chọn cao hơn để làm ca khúc song ca của hai bạn. Chúng tôi sẽ chọn ca khúc của Bùi Văn Đại. Tuy nhiên Khanh vẫn rất muốn biết Nhi Nhi đã mang đến chương trình ca khúc gì. Và ngày hôm nay thì Nhi cũng đã chuẩn bị cho mình một ca khúc, đó là ca khúc Dầm Trong Tim. Dầm Trong Tim. Còn Bùi Văn Đại, ca khúc của bạn là gì? Đó là ca khúc Con Đường Màu Xanh. Con Đường Màu Xanh. Con Đường Màu Xanh là ca khúc mà hai bạn sẽ phải song ca với nhau. Và các bạn cũng sẽ có thời gian để chuẩn bị cho tiết mục này. Nếu như có quên lời thì vẫn yên tâm, chương trình sẽ chuẩn bị cho các bạn một giá nhạc. Bây giờ Khanh mời quý vị, chúng ta hãy dành ít phút cho đôi song ca này, họ có thêm thời gian để chuẩn bị nhé. Thưa quý vị, bây giờ là màn song đấu của Nhi Nhi và Bùi Văn Đại. Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly,
mặt nãy lâu thật khổ vì không muốn thấy em buồn sầu. Tôi mong em từ nay hãy xóa hết tâm tư buồn vương. Người yêu hai vẫy tay biệt ly, em cô đơn trên con đường tình. Giọt nước mắt nãy lâu thật khổ, đó là tiết mục song đấu của Di Nhi cùng với Bùi Văn Đại và ca khúc Con Đường Màu Xanh. Bây giờ quý vị khán giả tại trường quay cũng sẽ có 10 giây để bình chọn cho hai tiếng hát này. Nếu như chọn Di Nhi, quý vị nhấn phím A. Chọn Bùi Văn Đại, quý vị nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều và lát nữa đây chúng ta sẽ biết được kết quả. Còn bây giờ thì Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Quốc Thiên, bởi vì đây là hai người chơi đều đã từng song ca với anh trong song ca giống mặt. Thiên rất là vui khi mà hôm nay Thiên may mắn được hát với hai bạn Nhi Nhi và Bùi Văn Đại. Hai bạn đã hát hết sức mình, rất đầu tư vào trong cái tiết mục của mình. Cái điều đấy là cái điều mà Thiên rất là trân trọng, Thiên rất là cảm ơn các bạn. Đại cũng rất là cố gắng, cái giọng của Đại là đặc trưng là ấm áp ấy, nên là khi mà hát lên người ta có rất là có thiện cảm. Còn Nhi Nhi thì là một cô gái hát rất là chắc chắn. Và chúc mừng hai em Đại và Nhi ngày hôm nay nhé. Cảm ơn chia sẻ rất chân thành của anh Quốc Thiên. Trong cái thời gian ngắn thôi, Nhi đã xử lý được rất là tốt. Mình không có nằm trong cái vùng an toàn mà thoát ra cái vùng an toàn luôn, mà có thể feel được cái điều đó. Tôi xem hai bạn hát mà tôi cảm giác như là đây không phải là tiết mục hai bạn mới vừa tập. Cảm giác như hai bạn đã hát chung với nhau rất là lâu rồi, rất là tự tin. Theo cái ý kiến riêng của em ấy,
thì ca khúc này đại hát rất là tốt. Về Nhi thì em hát em rất là tự do. Rồi em bè nữa, em bè cho Đại. Rồi xong là em cũng rất là chủ động trong cái phần hát của em. Dạ, cảm ơn những chia sẻ rất khác nhau của các khách mời. Và bây giờ khách mời quý vị, chúng ta cùng hướng mắt về màn hình chính để theo dõi kết quả. Chúng ta có hai con số là 51% và 49%. Giọng hát giành chiến thắng là giọng hát nhận được 51%. Xin chúc mừng Bùi Văn Đại. Bùi Văn Đại chính là giọng hát giành chiến thắng của Sông Ca Dấu Mạ. Bạn đã nhận được 10 triệu đồng. Chúc mừng. Và chúc mừng Phúc Thiên, đây là giọng hát đã song ca cùng với anh. Đến đây thì chương trình Song Ca Giấu Mặt xin phép được khép lại với chiến thắng thuộc về giọng ca của Bùi Văn Đại. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào khung giờ phát sóng rất là quen thuộc mỗi tuần lúc 21 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 thứ Bảy và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Mega GS thực hiện. Và Công Khanh xin chào tất cả quý vị, hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau. Hãy đón xem tập 15 Song Ca Giấu Mặt được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Bảy ngày 12 tháng 8 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.